Đây là một tính năng mà nếu các bạn nhìn xung quanh những người dùng iPhone chắc chắn là gần như ai cũng bật. Cụ thể nó là chính là cái phím home ảo Assist Touch. Nhưng các bạn biết tại sao Apple làm ra tính năng này không? Và tại sao đến bây giờ nó vẫn tồn tại? Nên lưu ý vào năm 2011 khi giới thiệu iOS 5 thì Apple giới thiệu cái phím home ảo này. Và nguyên nhân đó chính là việc nó hỗ trợ cho những cái người mà liên quan đến vấn đề về thao tác tay họ không thực sự thuận tiện. Nhưng về sau tính năng này cực kỳ phổ biến mặc dù Apple không cần phải quảng cáo. Bởi vì nó thay thế cho phím home cứng cho những cái đời iPhone sử dụng sâu. Phím home này dần về sau chúng ta sẽ bị liệt, bị tê và chúng ta không sử dụng được nữa, hoặc là nhiều người muốn bảo vệ sử dụng lâu dài. Bởi vậy nên họ bật phím home ảo lên. Đến bây giờ trên iPhone 13 series nhiều người vẫn bật phím home ảo bởi vì thuận tiện dễ dàng, có thể là kéo thanh thông báo trạng thái bằng một tay, chụp màn hình, làm mọi thứ mà không cần phải di chuyển quá nhiều. Có thể nói đây là một tính năng rất tuyệt vời về sau được các hãng Android nhanh chóng học tập. Các bạn đang dùng iPhone thì có ai đang sử dụng cái phím home ảo này không?